Mình sẽ xin kính thưa toàn thể các đồng nghiệp và các thầy cô đã đang theo dõi. Tôi sẽ bắt đầu cái buổi CME ngày hôm nay bằng một cái bài mà bác sĩ Đa Hiếu giao. Với cái tên thì nghe rất là hoành tráng, nhưng mà chắc là cái khả năng giải quyết của tôi thì chắc cũng không nhiều. Mong rằng cái việc mà tôi hôm nay không giải quyết được thì các bác sĩ trẻ, đội ngũ trẻ ngày hôm nay các bạn sẽ tiếp tục dùng tôi trong những cái nhiệm vụ trong tương lai. Đó là cái việc chăm sóc, nhận diện, quản lý và cái triển vọng điều trị trong tương lai cho hội chứng Dravet. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có 5 phần. Trước hết là phần đặt vấn đề. Chúng ta đi vào vấn đề đầu tiên là đối với sốt co giật. Chúng ta biết rằng trong nha khoa sốt co giật là một vấn đề rất là phổ biến, chiếm cái tỷ lệ trung bình khoảng 2 đến 5%. Nó và cái tuổi cao nhất là nó khoảng từ 6 tháng đến 5 tuổi và đỉnh cao là từ 18 đến 3 tuổi. Thì những vấn đề này là những vấn đề kinh điển ở trong trong nha khoa. Và sốt co giật thì đa số là nó đơn giản, nó lành tính và nó chiếm khoảng 75%. Trong đó thì có 25% là nó được gọi là những cái sốt co giật phức tạp bởi những lý do, ví dụ như sốt còn những cơn co giật kéo dài, những cơn co giật tái phát và những cơn co giật cục bộ, hoặc là những cơn co giật có những vấn đề ảnh hưởng tới tới cái tri giác của bệnh nhân nhiều. Sau đó thì cái tỷ lệ mà những cái cơn co giật phức tạp này không cao, nhưng nó sẽ là một cái tỷ lệ rất lớn gây ra bệnh động kinh. Có liên quan tới bệnh động kinh. Và cái chúng ta biết rằng cái tỷ lệ động kinh ở trẻ bị sốt co giật nói chung là khoảng 2 đến 7%, lớn hơn rất nhiều so với cái tỷ lệ động kinh chung của dân số mình được báo cáo một cách tương đối, tức là ghi nhận đó là khoảng 0,5 đến 1%. Vậy thì trong cái sốt co giật, chúng ta sẽ trong cái thực hành nha khoa về thần kinh, chúng ta biết rằng động kinh là một bệnh lý rất là phổ biến. Trong đó có một số các hội chứng động kinh rất là nặng, đáp ứng rất kém với điều trị và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Hội chứng Dravet là một trong những cái hội chứng động kinh nghiêm trọng như vậy. Nó nằm trong nhóm bệnh não động kinh và đặc biệt nó liên quan đến sốt co giật, là một vấn đề sức khỏe của nha khoa. Vì thế cho nên việc hiểu biết và điều trị hội chứng Dravet vẫn là một trong những thách thức của y học, nhằm chúng ta làm giúp chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tật và ảnh hưởng thấp giảm giảm đến mức tối thiểu cái ảnh hưởng lên sự tăng trưởng và phát triển của đứa trẻ. Chúng tôi cũng giới thiệu sơ một chút về những cái hội chứng động kinh liên quan tới sốt co giật mà thường gặp ở trẻ em, mà chắc là các quý bác sĩ mà ngồi đi nghe chúng ta đã biết rất là khá nhiều. Ví dụ như FS, ví dụ như là GFS, ví dụ như là MTLS rồi Dravet. Đó là Dravet là một cái hội chứng động kinh, một trong những hội chứng động kinh liên quan tới sốt co giật mà chúng ta sẽ bàn tới trong ngày hôm nay. Vậy thì trở lại cái nhìn sơ qua về những cái nguyên nhân động kinh mà năm 2017 ILAE đã đưa ra, trong đó có cái nguyên nhân về gen. Một trong những nguyên nhân về gen mà được xếp hạng thứ hai là cái nguyên nhân mà chúng ta đang nói tới trong cái nguyên nhân động kinh. Cái gen trong động kinh là một trong những nguyên nhân quan trọng mà trước đây chúng ta gọi là gây ra cái nhóm bệnh động kinh vô căn. Và cái điều này đã được chứng minh bằng cái lịch sử qua những cái yếu tố di truyền trong các cái gia đình, hoặc là những cái nghiên cứu rất là theo thời gian, để chúng ta xác định được rằng cái nguyên nhân động kinh là một trong những nguyên nhân không thể chối cãi được trong cái nhóm bệnh lý động kinh, đặc biệt là trong động kinh nha khoa. Và đến thời nay đến đến hôm nay thì rất nhiều những cái panel gen về động kinh đã được thiết lập. Nó có thể là đơn gen, có thể là đa gen, và đấy là một trong những đa số thì các cái gen mà gây ra bệnh động kinh là những gen mã hóa kênh ion, gồm có kênh natri, kênh kali, canxi, clo, vân vân. Các cái thụ thể mà nó ảnh hưởng lên các cái thụ thể dẫn truyền thần kinh như acetylcholine hay là GABA. Trong đó thì cái kênh natri phụ thuộc biện thế có một vai trò thiết yếu trong hoạt động của hệ thần kinh, cho nên đột biến cái gen của cái kênh mã hóa kênh natri này gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng lên hoạt động thần kinh, và đây là nguyên nhân quan trọng nhất của các cái hội chứng động kinh. Nhìn qua một chút về cái kênh natri thì chúng ta thấy rằng nó là một cái tiểu đơn vị alpha, là những cái protein lớn nằm trên màng tế bào và cấu tạo từ 2.000 khoảng 2.000 amino acid, có bốn bốn cấu trúc tương đồng với nhau, làm thay đổi điện thế trong và ngoài tế bào và có khả năng tạo cái sự di chuyển của natri xuyên qua màng. Cái tiểu đơn vị alpha
là cái trung tâm của cái kênh natri thì liên kết với tiểu đơn vị beta, và có bốn loại cái tiểu đơn vị beta đã được xác định ở trong cái nghiên cứu. Cái gen SCN1A là một trong những cái gen trong cái kênh natri mà mình đã được. Trong đó ngoài ra có các cái kênh ion phụ thuộc điện thế, thì mình sẽ có cái kênh natri và kênh, trong đó thì cái gen SCN1A là một trong những cái gen chỉ liên quan tới cái hoạt động của kênh natri. Cái gen SCN1A mã hóa kênh natri thì nằm trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 2 ở vị trí 24.3. Gen này bắt đầu từ cái vị trí một số cái bộ ba nucleotide và một số cái tạo ra một số cái gen, và các cái gen đó có thể là người ta sẽ đọc tên trong những cái gen từ SCN1A đến SCN11 rồi đến SCN2 và một số cái gen khác. Cái phân tử của AR MAR-ANRNA của cái SCN1A thì dài khoảng 6030 đơn vị đo và bao gồm 26 exon trải dài qua trong cái phân tử đó. Đây là hình ảnh cấu trúc của cái gen SCN1A trong các cái cấu trúc mà mình sẽ di truyền mà mình sẽ nhìn thấy. Được các gen mà các tiểu đơn vị alpha thì được mã hóa bởi các gen và đặt tên từ SCN1A cho đến SCN11A. Và các cái đột biến đã được ghi nhận ở trong cái gen SCN1A là cái nhiễm sắc thể thường, di truyền nhiễm sắc thể thường gen trội và kết quả của cái đột biến ngẫu nhiên, đột biến chỗ nối hoặc là sai nghĩa, mất gen hoặc là đột biến cắt cụt. Các bệnh lý mà liên quan đến đột biến gen SCN1A thì chúng ta đã biết đã có rất nhiều những cái bệnh lý mà trên cái đột biến của cái gen này, trong đó Dravet là một trong những hội chứng động kinh, hội chứng nặng nhất của cái nhóm mà liên quan tới cái đột biến gen SCN1A. Phân bố cái kiểu đột biến trên gen SCN1A thì chúng ta thấy rằng rất nhiều những cái kiểu đột biến đã được báo cáo ở trên cái gen này gây ra những cái hội chứng khác nhau, trong đó có cái hội chứng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay, đó là hội chứng Dravet, Dravet điển hình hoặc là Dravet không điển hình. Đó là cái phân bố cái kiểu đột biến, và đây là một trong những cái hình ảnh của các cái kiểu đột biến gen SCN1A đã được ghi nhận trên cái di truyền học. Chúng ta trong người ta cũng ghi ra nhận rằng 80% trẻ em mắc hội chứng Dravet có cái đột biến gen SCN1A là cái gen mã hóa kênh natri, thường là đột biến mất gen hay đột biến mang tính, những cái đột biến này thì nó mang tính cá thể, chỉ phần nhỏ nó di truyền hoặc là, nhưng mà đa số trong có tính di truyền trong gia đình, và điều này sẽ lát đến trong phần chia sẻ những cái kết quả mà nghiên cứu đột biến gen thì chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về cái quy luật di truyền của cái đột biến gen này. Và cái đột biến gen này đã được xác định trong những cái hội chứng động kinh, trong đó quan trọng nhất là cái hội chứng động kinh giật cơ trầm trọng ở trẻ em. Thì cái kiểu hình của cái đột biến gen liên quan tới cái đột biến gen của cái đột biến gen của cái điều khiển cái kênh natri thì gồm có là sốt co giật, rồi sốt co giật là động kinh toàn thể liên với co giật khi sốt có tính gia đình, hoặc là hội chứng Dravet trong 70 đến 80% trường hợp. Cái mối tương quan giữa kiểu gen và kiểu hình thì cũng được ghi nhận trong một số cái báo cáo. Các kiểu đột biến cắt cụt, đột biến vị trí nối, đột biến số lượng bản sao của gen thì dường dẫn đến co giật sớm hơn và cái kiểu hình động cơ nghiêm trọng hơn là so với đột biến sai nghĩa. Cái vị trí xảy ra đột biến gen cũng có thể gây ra trên một số cái kiểu hình nó khác nhau, ví dụ như cái vùng hình thành lỗ ở trên màng có thể gây ra mức độ bệnh nặng hơn so với cái vùng hình thành lỗ của cái gen. Cái mối liên quan của kiểu gen và kiểu hình cũng được ghi nhận trong các cái đột biến cắt cụt và mất đoạn, hầu như là gây ra cái kiểu hình Dravet điển hình, tức là những cái đột biến mức độ kiểu là cắt cụt và mất đoạn của cái gen đó thì sẽ gây ra một cái kiểu hình Dravet mà chúng ta đang nói ngày hôm nay. Tuy nhiên cái mối liên quan giữa kiểu gen và kiểu hình thì đôi khi nó không nhất quán trong các cái báo cáo, và đây là những cái con số về cái đột biến gen mà người ta đã ghi nhận trên những cái
cái kiểu kiểu hình của các cái bệnh lý, các dạng bệnh lý khác nhau, ví dụ như Dravet là tỷ lệ lên tới 78 70 80% và có những báo cáo lên đến 85%. Và kế đến là cái hội chứng Dravet không điển hình thì cũng là 69%. Các cái dạng khác thì nó ít hơn, cũng mặc dù có những đột biến. Vậy thì chúng ta sẽ đi sang phần chẩn đoán một cái hội chứng Dravet. Chúng ta biết rằng là Dravet là một hội chứng động kinh khá là hiếm gặp, tần suất khoảng 1 trên 20.000 cho đến 1 trên 100.000 trẻ sinh sống. Được mô tả lần đầu tiên bởi bà Saclo Dravet năm 78. Trước đây thì nó gọi như là một hội chứng động kinh giật cơ nặng ở trẻ nhũ nhi. Và trong cái bảng phân loại năm 85, tức là hội chứng động kinh thì vẫn gọi là những động kinh, hội chứng động kinh giật cơ trầm trọng hay nặng ở trẻ nhũ nhi. Thì cái hội chứng Dravet này được đặt tên khi có cái biểu hiện lâm sàng là không có những cơn giật cơ. Một số cái thể không đặc trưng được gọi là cái thể Dravet không điển hình. Và nhân nói tới cái hội chứng Dravet thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với các bạn là tác giả đã từng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 chúng tôi là một trong một cái đợt làm việc với bệnh nhân của chính cái của những bệnh nhân bị hội chứng Dravet mà chính bà đã tìm ra. Bà là một người phải nói là rất là tuyệt vời. Chắc là lát nữa nếu cần các bác sĩ hỗ cho những cái hình, tôi không còn giữ cái hình nào cho nên không giới thiệu với các bạn. Một một nhà khoa học đứng rất là nhỏ, rất thân thiện, rất gần gũi và đặc biệt là có một cái khả năng làm việc và đặc biệt là yêu thích cái thần kinh nhi rất là nhiều. Cho nên bà đã đưa ra những cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị mà hôm nay chúng ta tận hưởng để có thể chăm sóc cho bệnh nhân của mình tốt nhất. Đây là một trong những bệnh não động kinh có căn nguyên gen. Bệnh não động kinh được định nghĩa là các cái tổn thương xác định khi mà các cái triệu chứng tổn thương nó xuất hiện hoặc là nặng nề lên khi các cơn động kinh xuất hiện lên thì người ta định nghĩa chung là các bệnh não động kinh và Dravet là một trong những bệnh não động kinh đã được ghi nhận. Đặc điểm lâm sàng của các Dravet là những cơn co giật xảy ra sớm trong giai đoạn nhũ nhi, thường là khoảng 6 tháng tuổi ở trên một đứa trẻ đang phát triển bình thường. Nó có thể khởi phát ngay từ những đứa trẻ khoảng 2 tháng tuổi với những loại cơn co giật khác nhau. Ở trong đó thì cái cơn giật cơ là phổ biến nhưng cũng có thể có những loại cơn khác như là cơn váng ý thức, cơn cục bộ phức tạp. Co giật thì thường liên quan tới sốt nhưng cũng có khi nó xuất hiện những cơn co giật khi mà nó không sốt luôn. Cơn co giật này đặc biệt là nó rất nhạy cảm với nhiệt độ như có thể hoặc là và nhạy cảm với ánh sáng hoặc là kích thích thị giác khác. Cơn co giật thì nó kéo dài, rất khó kiểm soát và tiến đến trạng thái động kinh. Liên quan tới cái đặc điểm mà của cái cơn co giật này, cái lúc mà bà Travis đến Nhi Đồng 2 thì và có trao đổi với chúng tôi một cái hình ảnh rất là gợi ý là một đứa nhỏ buổi sáng nó ra ngoài trời, nó chơi ngoài ánh nắng, chạy lon ton chân sáo ở dưới ánh nắng mặt trời thì lên cơn co giật. Đó là một cái đặc điểm rất rất là gợi ý và ấn tượng để các bác sĩ mình nhớ rằng cái đây là một cái đặc điểm của cơn co giật, nó rất nhạy cảm với nhiệt độ và với ánh sáng. Và đặc điểm của động kinh của cái nhóm này là rất kháng trị. Cái năm đầu đời thì trẻ phát triển tương đối bình thường, bắt đầu từ năm thứ hai của đời sống thì sau những cơn co giật tái phát kéo dài và đặc biệt là những cái đợt động kinh kháng trị, trẻ thì bắt đầu có những bất thường thần kinh chậm phát triển, rối loạn hành vi, tăng động tự kỷ và rối loạn vận động kéo dài cho đến trưởng thành. Cái chẩn đoán một số cái đặc điểm riêng của Dravet so với cái sốt co giật thì chúng ta biết là tôi cũng giới thiệu sơ để các bạn nhìn thấy một cái đặc điểm là những cái cơn co giật mà của Dravet thì nó thường là xảy ra trước 6 tuổi và xin lỗi trước 1 tuổi và nó có những cơn co giật không sốt có nhiều loại khác nhau và lát nữa trong phần tiêu chuẩn chẩn đoán thì mình sẽ nhắc lại sau. Cái kế tiếp là về đặc điểm điện não đồ. Chúng ta luôn luôn phải nói tới đặc điểm điện não đồ trong các cái việc chẩn đoán một cái bệnh nhân động kinh cũng như một cái hội chứng động kinh. Thì cái đặc điểm điện não đồ của Dravet trong giai đoạn đầu tiên khi mà bệnh nhân có những cơn co giật mà liên quan tới sốt, hầu như là chúng ta chưa thấy những cái bất thường đáng kể. Cái có thể là cái thậm chí là cái hoạt động nền nó rất là phù hợp với lứa tuổi trong cái giai đoạn khởi đầu.
Tuy nhiên từ cái năm thứ hai trở đi, khi mà bắt đầu có những cái ảnh hưởng lên cái sự phát triển của đứa trẻ nhỏ, và đặc biệt là có những cơn loại cơn động kinh khác nhau, thì chúng ta sẽ thấy một cái bản điện não rất là gọi là đáng ngại luôn, bởi vì những cái hoạt động giống động kinh sẽ xuất hiện thường xuyên, khá là liên tục và rất là điển hình. Hình ảnh MRI sọ não. Chúng ta sẽ khảo sát để tìm trong những cái nguyên nhân gây động kinh, thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh MRI sọ não cũng bình thường trong thời gian mới khởi phát và một thời gian sau đó. Một số những cái bất thường về cấu trúc chúng ta sẽ có thể xuất hiện cho thấy trong giai đoạn sau của bệnh, do những cái hậu quả của những đợt co giật kéo dài gây ra teo não, xơ hồi hải mã và những cái tổn thương chất trắng do những cơn co giật. Đây là hình ảnh MRI sọ não của một bệnh nhân trong cái lô nghiên cứu về Dravet của chúng tôi. Thì cái giai đoạn đầu bệnh nhân có một hình ảnh MRI sọ não bình thường. Đến giai đoạn thứ hai thì mình sẽ thấy bắt đầu có những hình ảnh của giãn những cái sừng não thắt với cái hình ảnh teo của những cái chất trắng của mô não, và cuối cùng là một hình ảnh teo não rất nặng nề. Đây là một cái hình ảnh trong lô nghiên cứu Dravet của Việt Nam, bệnh nhân của mình, để mình thấy rằng một cái diễn tiến của MRI rất không thuận lợi của bệnh nhân Dravet trong cái giai đoạn sau của bệnh nhân. Và cái phần nữa là cái chúng ta cũng nhắc lại là nguyên nhân của cái bệnh của cái Dravet này là do đột biến gen SMA. Như hồi nãy mình đã nói rồi, đây là một cái gen đã gọi là mã hóa cho tiểu đơn vị alpha của kênh natri, phụ thuộc vào điện thế, và 80% cho tới chúng ta sẽ tìm thấy cái đột biến này ở trong những bệnh nhân Dravet. Trong đó thì 90% là đột biến mới, 5% là do di truyền từ bố mẹ, và tuy nhiên cũng có một số cái trẻ nó có đột biến nhưng mà mình sẽ không xác định, không chẩn đoán được nó Dravet bởi vì nó không có đặc điểm lâm sàng. Cái mối liên hệ kiểu gen kiểu hình như hồi nãy tôi nói rồi, nhưng mà nói chung là nó cũng có một số tình huống nó không có liên quan rõ ràng. Đây là những cái bài báo về cái khẳng định của cái đột biến, cái tỷ lệ đột biến gen. Như hồi nãy tôi nói có những cái báo cáo lên tới 85% bệnh nhân là có những cái đột biến, và đa phần là những cái đột biến mới của cái gen SCN1A. Ngoài ra thì cũng có một số cái gen khác có thể là liên quan tới cái hội chứng Dravet mà chúng ta sẽ tìm thấy trong các căn nguyên gen, trong các panel gen mà làm những cái xét nghiệm di truyền mà ở Việt Nam mình chúng ta cũng làm được. Lát nữa tôi sẽ báo cáo với các bạn là chúng ta sẽ làm được một cái gen khác trong nhóm các bệnh nhân Dravet của mình với một cái đột biến không phải là SCN1A. Đây là cái gen mà chúng tôi tìm thấy trong cái lô bệnh nhân nghiên cứu mà cũng được báo cáo, cũng được gửi đi báo cáo trong các cái tạp chí về di truyền của Mỹ về cái đột biến của một cái gen GABLB33 của cái nhóm của cái bệnh nhân Dravet trong nhóm mà cái lô nghiên cứu mà đã làm ở tại Việt Nam. Chúng tôi sang cái phần diễn tiến tự nhiên của bệnh Dravet. Thường thì cái diễn tiến tự nhiên sẽ đi qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thường là lúc những đứa nhỏ dưới 1 tuổi, bệnh nhân sẽ có những cơn sốt co giật. Khoảng 35% những trường hợp có những cơn co giật không sốt, những cơn co giật cục bộ, cơn toàn thể, cơn giật cơ và đặc biệt là những cơn co giật kéo dài. Giai đoạn này trẻ phát triển tâm vận tương đối bình thường. Đến giai đoạn 2 khoảng từ 1 đến 5 tuổi thì rất nhiều loại cơn động kinh phức tạp xuất hiện. Những cơn này đặc biệt là nó kéo dài, xuất hiện cái trạng thái động kinh. Trẻ bắt đầu có thay đổi hành vi, chậm phát triển tâm thần vận động. Và sang cái giai đoạn 3, những trẻ trên 5 tuổi, những cái thời gian này thì những cơn co giật nó bắt đầu có vẻ giảm đi, xuất hiện những cơn co giật về đêm hoặc những cơn toàn thể. Nhưng mà tuy nhiên cái tình trạng động kinh của nó vẫn rất là kháng trị. Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì năm 2000 năm năm 78 như hồi nãy trong lịch sử mình đã nói, tức là mình sẽ Dravet mô tả đây là một cái động kinh giật cơ nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Và đến năm 81 thì mình sẽ có cái tiêu chuẩn chẩn đoán trong cái hội chứng Dravet, tức là hội chứng động kinh giật cơ nghiêm trọng. Tiêu chuẩn chẩn đoán của Dravet năm 2001 sẽ là cái tiêu chuẩn mà lát nữa mình sẽ trao đổi với nhau, tức là và cuối cùng là
Đến năm 2010 thì Liên Hội Quốc tế chống động kinh chia làm hai thể là động kinh giật cơ trầm trọng điển hình và thể không điển hình. Vậy thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán Dravet hay là cái thể điển hình có những cái điểm chính mà chúng ta sẽ nhớ là gì? Thứ nhất là cái khởi đầu là những cơn co giật xảy ra sớm, có thể ngay cả trong tuổi sơ sinh và ở một đứa trẻ đang phát triển bình thường. Những cái cơn co giật đầu tiên này thường liên quan tới sốt và có thể diễn tiến thành một cái trạng thái động kinh. Các dạng cơn co giật khác nhau như cơn giật cơ, cơn vắng ý thức, cơn cục bộ phức tạp xuất hiện có hay không kèm theo sốt sau đó, và những cơn co giật này đặc biệt là rất nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng ta phải lưu ý rằng khi mà những cái bệnh nhân này mà có đặc điểm mà là có những cơn co cứng hoặc là những cơn co thắt thì phải nghĩ đến cái hội chứng khác chứ không có nằm trong cái tiêu chuẩn, tức là có một cái tiêu chuẩn loại trừ trong cái Dravet là bệnh nhân không có những cơn co cứng hoặc những cơn co thắt. Những đứa trẻ này phát triển bình thường trong năm đầu đời, từ năm thứ hai thì trẻ sẽ suy giảm ý thức, rối loạn hành vi và có tăng động tự kỷ. Điền não đồ thì bình thường trong giai đoạn khởi phát và giai đoạn toàn phát, tức là giai đoạn nặng nề sau thì sẽ có hình ảnh gai sóng điển hình. Em trai trong giai đoạn đầu thì cũng không ghi nhận bất thường. Đây là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính mà các bác sĩ trẻ, các bạn trẻ có thể nhớ một cách gọi là khá là dễ dàng cho những cái bệnh nhi. Nếu mà chúng ta làm về thần kinh nhi, chúng ta sẽ nhớ được cách khá rõ ràng với những cái đặc điểm này. Dĩ nhiên bệnh nhân có thể đến chúng ta giai đoạn đầu tiên, nhưng cũng có thể đến cái giai đoạn sau rất trễ với những bạn mà di chứng não rồi co gồng, mất não, mất vỏ gì đó. Nhưng mà nếu hỏi lại bệnh sử, chúng ta vẫn nhìn thấy một bức tranh rất là rõ ràng của cái diễn tiến như thế này. Tức là lúc đầu người nhà thường mô tả là lúc đầu nó bình thường, từ lúc bắt đầu co giật nó bắt đầu nó thoái triển cái trí tuệ đi, rồi xuất hiện những cơn co giật không kiểm soát được. Và đây là cái điều mà chúng ta phải phải biết để chúng ta có một cái chẩn đoán sớm, chẩn đoán đúng và không đi đúng lệch hướng trong một số cái gọi là thái độ điều trị cho bệnh nhân. Cái hội chứng Dravet không điển hình thì cũng có một số cái đặc điểm. Nó sẽ có thể là nó không có giật cơ, nó không có những cơn giật cơ nhưng hội đủ mọi cái tiêu chuẩn khác của cái Dravet. Có thể có đầy đủ các đặc điểm của cái cơn hội chứng giật cơ nặng nề nhưng mà không có gai sóng toàn thể ở trên điện não, và thiếu một cái đặc điểm như là không có gai sóng và trẻ phát triển bình thường. Diễn tiến bệnh đặc trưng nhưng mà nó chỉ có những cái cơn co giật dạng co giật toàn thể thôi. Đây là một số cái thể không điển hình mà đã được xếp loại. Chúng tôi sang phần kế tiếp là phần điều trị hội chứng Dravet. Trong cái mục tiêu, trong cái chương trình điều trị Dravet thì sẽ có một cái nội dung bắt buộc rất là quan trọng liên quan tới điều trị cắt cơn. Tại sao chúng ta phải có cái nội dung này? Bởi vì cái chuyện quan trọng nhất như tôi nhấn mạnh trong cái đặc điểm của hội chứng Dravet đó là những cơn co giật này nó sẽ rất dễ diễn tiến trạng thái động kinh, và đây là một cái thực tế rất là phổ biến, tức là những bạn mà sốt co giật mà những cơn co giật kéo dài, đặc biệt những cơn co giật ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên hoặc là những cái giai đoạn mà bệnh nhân sốt không cao mà nó có những cơn co giật co kéo dài không tự hết được, không tự gọi là không điều trị rất là khó khăn, thì chúng ta phải nghĩ tới cái hội chứng này. Cho nên là cái việc điều trị cắt cơn cũng là một trong những nội dung mà chúng ta phải quan tâm tới trong cái hội chứng Dravet. Bởi vì nghĩ tới Dravet là các bạn phải chuẩn bị ngay cái tinh thần là chúng ta phải điều trị cắt cơn cho bệnh nhân, tránh để nó vô trạng thái động kinh nặng nề và dễ tổn thương não, không hồi phục trong giai đoạn sau đó. Cho nên cái nội dung này thì nó là một trong những nội dung liên quan tới cái việc điều trị hội chứng Dravet mà chúng ta sẽ biết. Vậy thì cái việc mà điều trị hội chứng Dravet các bạn sẽ nhìn thấy trong một số cái tài liệu mà chúng tôi giới thiệu, một số cái tài liệu cơ bản. Trong đó thì bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ xài cái nhóm benzodiazepine. Benzodiazepine sẽ là cái hướng dẫn nằm trong cái hướng dẫn đầu tiên. Lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái phần mà liên quan tới phenobarbital. Thì phenobarbital là một trong những cái mà mình sẽ phải chọn lựa sau cùng, lùi lại rất xa trong cái hướng dẫn chăm sóc và cắt cơn co giật của cái hội chứng Dravet, tức là những cái cơn co giật mà có thể vô trạng thái động kinh. Thì cái khởi đầu chúng ta luôn luôn vẫn là benzodiazepine, sau đó thì có thể là
Diazepam có thể là midazolam, có thể là lorazepam, tức là tùy theo cái sản phẩm, tức là cái dạng bào chế nào, tức là cái nào mà chúng ta có thuộc cái nhóm benzodiazepine. Sau đó thì chúng ta sẽ tới cái hướng dẫn kế tiếp, đó là valproate acid mà dạng truyền tĩnh mạch, hoặc là levetiracetam, hoặc là phosphenytoin, là những cái hướng dẫn kế tiếp của cái hội chứng Dravet khi mà chúng ta cắt cơn. Đây là những cái liều liều cũng giống như là cái hướng dẫn mà các bạn sẽ nhìn thấy, là về cơ bản thì chúng ta sẽ có giai đoạn trước khi nhập viện, giai đoạn sau khi vào trong bệnh viện thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn. Và nhớ rằng là cái phenobarbital là cái phần 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 mà rất xa sau cái giai đoạn cấp cứu rồi mới có tới vai trò của phenobarbital. Giờ chúng ta sẽ thấy là cái phenol và cái benzodiazepine, nhắc lại là sẽ có thể là có dạng bơm hậu môn, như là diazepam bơm hậu môn, hoặc là cái dạng mà bơm vào trong xoang mũi, hoặc là midazolam dạng tiêm bắp. Đấy là những cái dạng bào chế dạng mà cấp cứu thuốc benzodiazepine mà chúng ta đã có. Đây là cái chúng ta sẽ có một số cái giới thiệu về một số cái chỉ định, cũng giống như là cái sử dụng cái benzodiazepine với những cái tình trạng mà cấp cứu mà mình đã được được FDA nó approve rất là rõ ràng, trong những cái bằng chứng để mình có thể sử dụng cái nhóm này tốt nhất. Midazolam cũng vậy, tức là mình sẽ có những cái bằng chứng liều cũng giống như là cái giá trị điều sử dụng trong những cái tình huống mà mình sẽ có là bơm vào trong mà niêm mạc mũi, xịt vào trong niêm mạc mũi rồi bơm vào xoang miệng, hoặc là tiêm bắp đối với midazolam. Thì cái kế tiếp đến cái điều trị kế tiếp là tức là điều trị, là nhắc lại một số cái vấn đề liên quan tới điều trị cái Dravet mà điều trị duy trì, tức là điều trị cái bệnh động kinh, tại vì chúng ta đang nói tới Dravet là một cái bệnh động kinh. Thì cái điều trị đầu tiên hết vẫn là một số cái first line ở đây mình sẽ được sử dụng, tức là clobazam hoặc là cái valproate acid. Ngoài ra thì cái kế tiếp sẽ là stilbenton. Stilbenton thì nó không nó nó là một cái thuốc mà cũng được 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 gọi là giới thiệu và kỳ vọng rất là nhiều ở trong cái điều trị Dravet. Tuy nhiên là ở thị trường Việt Nam thì chúng tôi cũng đã có những cái bệnh nhân được sử dụng cái nhóm này. Và dĩ nhiên là nó là những cái nguồn cung cấp nó không ổn định. Tuy nhiên là chúng ta cũng có cái nhóm này rồi. Cái hiệu quả điều trị thì lát nữa mình sẽ bàn tới sau. Cái topiramate cũng là một trong những cái chỉ định, và đặc biệt là cái chế độ ăn sinh keto, tức là cái việc mà đang triển khai rất là tốt, đang phát triển chỗ bác sĩ Hiếu rất là tốt với bác sĩ Thư về cái chương trình điều trị này, cũng đây là cũng là một chỉ định, là một cái hướng cho cái giải pháp cho cái lý tưởng cho bệnh nhân Dravet của mình. Cái lựa chọn kế tiếp đó là clonazepam rồi levetiracetam rồi những cái zonisamide, tức là một số cái thuốc chống động kinh, và trong này có một cái kích thích thần kinh 10, tức là sẽ làm cái trong tương lai có thể ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai được. Tôi nghe rồi, có một cái vấn đề rất là quan trọng ở trong cái hội chứng Dravet mà tôi nhắc lại lúc mà đến bà Dravet đến Nhi đồng 2 có trao đổi về cái nhóm chống chỉ định, tức là các thuốc chống động kinh làm cho cái hội chứng này nó nặng lên. Trong đó có carbamazepine, trong đó có ốc carbazepine, trong đó có lamotrigine, có phenytoin và có vigabatrin. Cái nhóm này nó sẽ đã khẳng định rằng nó sẽ làm những cơn động kinh nặng lên, và nó sẽ làm cho diễn tiến bệnh cũng xấu đi. Thì đây là những cái chống chỉ định trong cái hội chứng động kinh mà chắc là tức là mọi người cũng đã biết, đã được cảnh báo, đã được ghi nhớ rất là nhiều. Tuy nhiên, tại sao tôi phải nhắc tới cái tới tức là trong cái hội trường mà gặp các bệnh nhân Dravet hôm đó, thì cái thông tin này được 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 các bác sĩ và giáo sư Dravet trao đổi. Bệnh nhân nghe đến thì khá là hoảng hốt, bởi vì mình đã được các bác sĩ kê một số cái thuốc không có phù hợp.
Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ trấn an bệnh nhân. Bởi vì vậy vì khi mà chúng ta cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta phát hiện ra những cái điều là điều trị này, chúng ta ngưng lại thì cái ảnh hưởng của cái việc này lên bệnh nhân là không, là có thể dừng lại được, chứ không phải là những cái ảnh hưởng vĩnh viễn. Cho nên là tuy nhiên thì trong cái thực hành và đến thời điểm này, khả năng chẩn đoán cũng như chẩn đoán tới cái mức độ gen cũng như cái tiêu chuẩn chẩn đoán đã được xác định rất là rõ ràng, thì mong rằng các bác sĩ trẻ đừng phạm phải cái sai lầm này nữa, để cho bệnh nhân mình có một cái hưởng lợi tốt nhất từ những cái kinh nghiệm của các xương máu của các đàn anh đi trước về cái việc mà sử dụng những thuốc chống động kinh làm nặng lên một cái hội chứng động kinh nào đó. Đây là chúng tôi giới thiệu lại một số cái điều trị mà được thống nhất cho đến thời điểm này. Thì như hồi nãy tôi nhắc, đó cũng là một cái nhóm mà chúng ta sẽ sắp tới nếu mà được. Các bạn nên nhớ rằng luôn luôn cái phenobarbital được đưa tới hàng cuối cùng trong số các cái hướng dẫn. Tại sao như vậy? Tại vì đã có rất nhiều cơ sở về lý thuyết, mặc dù không chặt chẽ, những cái kinh nghiệm lâm sàng, những cái báo cáo lẻ trong một số tình huống sử dụng phenobarbital cắt cơn cũng như sử dụng phenobarbital để điều trị thì cái hội chứng động kinh, hội chứng Dravet này không cải thiện và thậm chí là có thể xấu đi. Thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ phải chú ý. Rồi một cái những cái update về cái điều trị thì chúng ta vẫn nhớ rằng cái nhóm mà động kinh phổ rộng thứ nhất thì là trong đó valproate vẫn là cái lựa chọn, sau đó đến stiribenton, clobazam, hoặc là có một cái thuốc mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái phác đồ mà ngày hôm nay chúng ta thấy, tức là cannabidiol hoặc là cái fenfluramide. Thì cái thuốc này đang được báo cáo là sẽ có rất là nhiều triển vọng cho bệnh nhân Dravet. Cái stiribenton thì chúng tôi đã xài rồi, còn cái cannabidiol này thì với lại cái fenfluramine này thì chúng tôi chưa xài. Cho nên là sắp tới nếu có chương trình thì có thể là mình sẽ tham gia cái điều trị để mình đánh giá cho bệnh nhân của mình tốt hơn. Đây là một số cái liên quan tới cái thuốc điều trị mới mà chúng tôi mới, tức là nói chung là mình cũng sẽ, cái chương trình điều trị của mình Dravet nó sẽ ngoài cái thuốc chống động kinh sẽ có những cái phương pháp điều trị khác mà các bạn sẽ đọc thấy ở trong bài. Đây là cái những cái những một cái những cái bài báo cáo mà chúng tôi đọc được khá mới về cái vai trò của cái stiribenton, cannabidiol hoặc là fenfluramine trong cái điều trị Dravet, mà cung cấp cho các bạn để các bạn có thể đọc thêm, để có thể thêm cái cơ hội điều trị khi mà bệnh nhân, cái thị trường mình có thuốc và mình có thể sử dụng cho bệnh nhân để tốt hơn, cho cái tăng thêm cái cơ hội điều trị cũng như là hạn chế tới mức thấp nhất cái ảnh hưởng của bệnh này lên trên bệnh nhân. Và ở đây cũng nhắc lại là những cái chống chỉ định của cái thuốc chống làm nặng lên những cái trạng thái động kinh, trong đó có cái thuốc mà bây giờ trên thị trường mình cũng khá xài khá nhiều, đó là gabapentin và pregabalin, tức là hai cái thuốc mà bây giờ mình cũng đang sử dụng khá nhiều. Và cái thuốc này các bạn nhớ là nó không được sử dụng cho bệnh nhân Dravet. Từ những cái điều trị mà không có dùng thuốc, trong đó có cái giới thiệu mà mình đang cũng có những cái điều trị, đó là ketogenic. Như hồi nãy tôi nhắc lại là cái chương trình điều trị này cũng là một trong những cái rất là lý tưởng cho bệnh nhân Dravet, mà cái chúng ta đã bắt đầu những cái bước đi rất là căn bản, rất là bài bản để có thể thực hiện cái này, cái kích thích thần kinh 10 cũng như là cắt cái thể chai. Thì đấy là những cái phương pháp mà điều trị cho động kinh mà ở tại Việt Nam và đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh các bạn có thể có chỉ định cho bệnh nhân được. Tôi giới thiệu một số cái randomized, tức là một số cái nghiên cứu về cái vai trò, khẳng định cái vai trò của stiribenton trong cái điều trị chống điều trị Dravet, thì các bạn sẽ tham khảo thêm. Cũng giống như là cái vai trò của cannabidiol trong cái điều trị Dravet, trong những cái nghiên cứu hoặc là cái liều của fenfluramine
liều 0,2 mg một ký trong một ngày và liều 0,7 mg một ký trong một ngày. Trong một số cái nghiên cứu, người ta đã khẳng định được cái sự khác biệt có ý nghĩa rất thống kê, là ý nghĩa thống kê giữa cái placebo và những cái thuốc này trong cái điều trị cái gọi là cái Dravet của mình. Thì đây là những cái cũng cũng là những cái báo cáo mới, rất là mới về cái việc sử dụng các cái thuốc, nhóm thuốc này, ba cái thuốc này cho bệnh nhân động kinh với những cái hiệu quả điều trị mà xin giới thiệu với các bạn, để các bạn có thể đọc thêm, có thêm cái gọi là cái bằng chứng để có thể để cho thuốc cho bệnh nhân, và cái cơ hội, tức là cái trong tương lai mà mình sẽ sử dụng cho bệnh nhân của mình tốt nhất. Và dĩ nhiên mà khi sử dụng thuốc vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là có cái tương tác thuốc, và các bạn nhớ là những cái tương tác thuốc này các bạn phải khi mà bắt đầu kê toa, nếu có điều kiện kê toa thì các bạn phải nhìn được những cái bảng như thế này để biết là cái thuốc nào sẽ làm tăng, làm giảm và làm giữ cái nồng độ của những cái thuốc mà khi mình dùng chung. Chúng tôi sang phần kế tiếp của việc điều trị của hội chứng Dravet, đó là việc theo dõi và tiên lượng cho bệnh nhân. Thì cái việc điều trị của hội chứng Dravet như hồi nãy mình nói không phải đơn giản chỉ là điều trị động kinh. Dĩ nhiên điều trị động kinh là cái mốc, là cái đầu tiên mình sẽ phải cắt cơn, tại vì những tình trạng cơn kéo dài, những cơn tái đi tái lại nó sẽ làm ảnh hưởng tới rất nhiều những vấn đề sức khỏe của bệnh nhân, trong đó có vấn đề tổn thương não thực thể luôn và gây ra những cái di chứng rất nặng nề, những cái rối loạn về hành vi phát triển. Và những cái điều trị của chúng ta luôn luôn phải toàn diện để mà có thể thứ nhất là cắt được cơn, thứ hai là hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng lên những cái tức là đến diễn tiến đến những cái rối loạn đó, và khi có những rối loạn đó xảy ra thì chúng ta phải chú ý là điều trị luôn, gồm có cả những cái liệu pháp điều trị đến những cái rối loạn giấc ngủ, rồi nội tiết, rồi những cái tình trạng ăn uống, rồi những tình trạng hành vi, rồi những cái thay đổi tư thế và những cơn co giật. Tức là nói chung là một cái điều bức tranh điều trị, đối với Dravet là một cái bức tranh điều trị phải toàn diện và trên rất nhiều những cái vấn đề khác nhau của cái hội chứng này gây ra. Chúng ta biết rằng cái tiên lượng của cái hội chứng Dravet nó sẽ có hai cái tiên lượng rất là xấu, tức là nó sẽ để lại cái di chứng giống như hồi nãy mình nói, và cái tình trạng tử vong, tức là và cái tử vong mà liên quan, tức là cái SUDEP, là cái mà tử vong mà không biết nguyên nhân gì là của cái hội chứng Dravet mà đã được báo cáo rất là rõ ràng. Cho nên đây là một trong những vấn đề mà là chúng ta phải phải chú ý để mà điều trị cái nhóm bệnh nhân này, cũng giống như tiên lượng cho bệnh nhân, và đặc biệt là có thể là gọi là giải thích những cái tình huống mà xảy ra trong một số cái khó khăn trong lâm sàng khi chúng ta gặp phải. Theo dõi và tiên lượng giống như hồi nãy chúng ta sẽ nói lại, đây là những cái theo dõi dài ngày, thì còn có là những cái bệnh lý, những vấn đề đi kèm, những vấn đề về cái hậu quả, những vấn đề về chăm sóc về tâm lý, những vấn đề điều trị thuốc, rồi tất cả những chuyện đó là chúng ta phải phải có một cái chương trình cụ thể, mà có một kế hoạch chăm sóc và điều trị dài hơi để có thể hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của cái nhóm bệnh này. Chúng tôi sang phần kết luận. Hội chứng Dravet là một cái bệnh não động kinh trầm trọng, gây cái động kinh kháng trị, ảnh hưởng nặng đến phát triển của trẻ, làm tăng tỷ lệ tử vong do trạng thái động kinh kéo dài hoặc là SUDEP. Căn nguyên gen đã được xác định trong đa số trường hợp. Việc chẩn đoán sớm, điều trị sớm và kiểm soát tốt công đoạn cơ cơn động kinh thì sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái tiên lượng của bệnh hơn. Việc điều trị bằng thuốc đa trị liệu, trong đó lựa chọn thuốc tối ưu và kiểm soát cơn động kinh là một trong những đòi hỏi. Ngoài ra thì chúng ta phối hợp với phương pháp điều trị khác trong điều trị và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi. Tất cả những làm được tất cả những điều này, chúng ta sẽ hướng tới một cái chăm sóc lý tưởng, điều trị điều trị hiệu quả và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Dravet sẽ tốt hơn. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị. Cảm ơn phần chia sẻ của cô Khánh Vân. Chắc quý đồng nghiệp cũng đã có một khoảng thời gian được cô Khánh Vân chia sẻ khá là nhiều những thông tin từ cách tiếp cận chẩn đoán, điều trị, cũng như là một số thông tin các cái giải pháp điều trị mới trong quá trình chăm sóc và theo dõi của trẻ có khả năng là hội chứng Dravet. Bản thân Hiếu thì trước đây cũng là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nhưng mà làm về người lớn. Khi mà qua làm với bệnh viện Nhi đồng 2, những trường hợp ban đầu rất là ngỡ ngàng khi mà chẩn đoán Dravet, thậm chí là cũng cũng không có nhận ra được sớm từ ban đầu,
cho đến khi mà trẻ nó biểu hiện khá đầy đủ những vấn đề thì mới có thể nhận diện ra được. Tuy nhiên thì điều đó chúng ta sẽ cố gắng hạn chế để làm sao mà chúng ta có thể nhận diện được hội chứng Rabies từ rất là sớm, để đồng hành với phụ huynh được tốt hơn. Dẫu có thể biết rằng là hội chứng Rabies do liên quan đến đột biến gen thì những cái tiên lượng cũng rất là khác nhau trên từng trẻ, và cũng có những cái tiên lượng chúng ta cũng không có thể điều trị một cách khỏi hoàn toàn. Nhưng mà với những cái cách tiếp cận sớm thì chúng ta cũng sẽ có sự đồng hành tốt với phụ huynh, đặc biệt là cũng có thể đưa ra những giải pháp điều trị mà được chứng minh là có thể có hiệu quả tốt trong hội chứng Rabies, ví dụ như là chế độ ăn acetone. Tiến sĩ Khánh Vân thì đã có thời gian làm việc tại khoa thần kinh bệnh viện Nhân 2 cũng như là liên quan đến hội chứng Rabies thì ít nhất cũng là từ 5 năm rồi, thậm chí là cũng đã có những bài báo cáo đăng trên các tạp chí quốc tế liên quan đến hội chứng Rabies mà được khảo sát tại khoa thần kinh của bệnh viện Nhi đồng 2. Quý đồng nghiệp chắc sẽ có những cái câu hỏi hoặc là chia sẻ thêm liên quan đến hội chứng này, chúng ta sẽ dành cho phần thảo luận khi mà kết thúc phiên 1 sau hai bài báo cáo của hai đồng nghiệp liên quan hai chủ đề cũng liên quan đến tác động kinh. Quý đồng nghiệp có thể đặt câu hỏi trên hợp chat hoặc có thể gửi tin nhắn liên quan đến Hiếu hoặc là đến cô Khánh Vân để có thể được giải đáp luôn trong chương trình CME hôm nay liên quan đến hội chứng Rabies.